Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đã lâu rồi không gặp, cũng không có đăng video nhiều. Thì hôm nay là lễ hội Halloween đó mọi người. Thì mình sẽ quay lại cái căn nhà mà hàng năm họ trang trí rất là hoành tráng luôn, và được lên TV và lên báo luôn đó mọi người. Thì mỗi năm họ sẽ trang trí theo chủ đề khác nhau. Thì hôm nay mình quay trở lại để quay cho tất cả mọi người xem là chủ đề gì hôm nay nha. Rất là hoành tráng và rất là đẹp, thu hút rất là nhiều người ở thành phố này đến xem luôn đó.
Creature hiding in the field. Time to run. I hear them.